Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm MyRotation V7 cho các anh chị ở tài nguyên môi trường. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn là chương 3 nhóm loại biên tập bản đồ nha. Như bài 20 nhóm loại sao chép di chuyển keo đối tượng là đối diện đối tượng nha. Có 7 công cụ. Hôm nay tôi hướng dẫn trực tiếp luôn nha. Đây, phần trực tiếp đây. Đây là phần bài giảng nha. Bài bảo trực tiếp luôn nha. Giả sử đây nè. Đây. Đó, copy nè. Chọn đối tượng copy nè. Đó. Rồi đây ta chọn đối tượng thử cái này nè, đó thấy không, chọn đối tượng. Thứ hai di chuyển nè, nó di chuyển qua đây đó, để tôi di chuyển đối tượng này đó. Rồi cái này là song song nha, chéo song song, tôi giải song song cho các bạn coi nè đó. Rồi, chọn cho đó, chọn đối tượng đó, thấy không các bạn, thấy không. Rồi đây scale lên nha, giả sử tôi scale đối tượng này lên là 2 nha. Rồi chọn đối tượng đó. Rồi chọn trái phải nha. Cái này là chọn đối tượng, người ta chỉ kêu bên lớp nào cho lớp 12 nha. Cô này là xây đối tượng nha, giả sử xây đối tượng nha, xây góc nhiêu, xây 2 điểm đi, xây 2 điểm đi đây đó các bạn. Công cụ là đối diện đối tượng nha, giả sử cho cái này đối diện qua đây đó. Đây chọn vô, chọn đối tượng, nó xây đối tượng không, kết thúc lệnh nha. Rồi rồi xây qua đây này, tại đã tạo bấm loại copy, có lệnh copy di chuyển nha, còn lệnh mảng nha, lệnh mảng này là giải cái mảng nè. Rồi đây chọn lệnh mảng nha, chọn đối tượng. Rồi đây cho nó là 33 nha, 33 là 3 ô 3 hàng, cách này cách 5 nhau thôi, cách 5 thôi, nhiều quá. Rồi bấm vô đối tượng đó, tự động chuyển đối tượng lệnh mảng này, thấy không, nó gọn nhẹ. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe, chúc các bạn thực hành thành công nha.